Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, một trong những việc quan trọng tiếp theo mà bạn cần chú ý đó là tìm giờ tốt để sinh con. Bởi một ngày có nhiều giờ và mỗi ngày sẽ có giờ hoàng đạo và hắc đạo khác nhau. Với mỗi khung giờ nó sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Và trong video dưới đây, tôi sẽ chỉ rõ những khung giờ quý vị có thể sử dụng, những khung giờ không nên sử dụng. Vì chiếu theo giờ sinh của từng tháng âm lịch, mỗi tháng hoặc mỗi mùa đều có những khung giờ phạm. Vì thế quý vị và các bạn ghi nhớ hoặc ghi chép lại để có thể ứng dụng cho việc chọn giờ sinh con sao cho tốt đẹp nhất. Nếu như vô tình không chú ý đến những giờ phạm này thì rất có thể sẽ dẫn đến những điều không may mắn cho em bé cũng như cho gia đạo. Vậy những giờ phạm đó là gì? Phạm giờ quan sát, trẻ có thể bị mất ngay sau khi sinh. Nếu may mắn qua được thì lớn lên cũng hay ốm đau, tính khí ngang bướng, ngỗ ngược. Phạm giờ diêm vương, trẻ thường hay giật mình, thần kinh có nhiều bất ổn, trẻ thường sợ sệt và bị ám ảnh bởi điều gì đó. Phạm giờ dạ đề, trẻ thường quấy khóc, ngằn ngặt vào ban đêm, khí huyết bị trì trệ, gây mệt mỏi và khó chịu. Phạm giờ tướng quân, trẻ phạm giờ này lúc nhỏ thường hay bị xài đệ, quấy khóc hay ốm đau bệnh tật, đến khi lớn lên tính khí bướng bỉnh, nghịch ngợm. Phạm kỵ cha mẹ, lúc nhỏ thường đau yếu khó nuôi, khiến cho bố mẹ vất vả. Nếu nuôi được thì lớn, cha mẹ dễ chia ly, trường hợp cha mẹ không chia ly thì con dễ gặp tai họa. Chọn giờ sinh tránh giờ phạm từ tháng 1 đến tháng 12 năm Giáp Thìn 2024 như sau. Một, tháng 1, những giờ nên dùng là giờ Tý, thân mệnh đồng cung, dần thân, thân cư quan lộc, mão, thân cư thiên di. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng, cụ thể như sau. Phạm quan sát, giờ Tỵ, phạm diêm vương, giờ Sửu, mùi, phạm dạ đề, giờ ngọ, phạm tướng quân, giờ Thìn, tuất, dậu, phạm kỵ cha mẹ, giờ Tỵ, hợi. 2, tháng 2. Những giờ nên dùng là giờ Tý, thân mệnh đồng cung, dần thân, thân cư quan lộc, mão, thân cư thiên di, tỵ, thân cư tài bạch, hợi, thân cư phu thê. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng, cụ thể như sau. Phạm quan sát là giờ Thìn, phạm diêm vương, giờ Sửu, mùi, phạm dạ đề là giờ ngọ, phạm tướng quân là giờ Thìn, tuất, dậu, phạm kỵ cha mẹ là giờ Thìn, tuất. 3. Tháng 3. Những giờ nên dùng là giờ Tý, thân mệnh đồng cung, dần thân, thân cư quan lộc, tỵ, thân cư tài bạch, hợi, thân cư phu thê. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng, cụ thể như sau. Phạm quan sát là giờ mão, phạm diêm vương là giờ Sửu, mùi, phạm dạ đề là giờ ngọ, phạm tướng quân là giờ Thìn, tuất, dậu, phạm kỵ cha mẹ là giờ mão, giờ dậu. 4. Tháng 4. Những giờ nên dùng là giờ Sửu, thân cư phúc đức, giờ Tỵ, thân cư tài bạch, ngọ, thân mệnh đồng cung, hợi, thân cư phu thê. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng, cụ thể như sau. Phạm quan sát là giờ dần, phạm diêm vương là giờ Thìn, tuất, phạm dạ đề là giờ dậu, phạm tướng quân là giờ Tý, mão, mùi, phạm kỵ cha mẹ là giờ dần, giờ thân. 5. Tháng 5. Những giờ nên dùng là giờ Sửu, thân cư phúc đức, giờ dần thân, thân cư quan lộc, tỵ, thân cư tài bạch, ngọ, thân mệnh đồng cung, hợi, thân cư phu thê. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng, cụ thể như sau. Phạm quan sát là giờ Sửu, phạm diêm vương là giờ Thìn, tuất, phạm dạ đề là giờ dậu, phạm tướng quân là giờ Tý, mão, mùi, phạm kỵ cha mẹ là giờ Sửu, giờ mùi. 6. Tháng 6. Những giờ nên dùng là giờ Sửu, thân cư phúc đức, giờ dần thân, thân cư quan lộc, tỵ, thân cư phu thê, hợi, thân cư phu thê. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng, cụ thể như sau. Phạm quan sát là giờ Tý, phạm diêm vương là giờ Thìn, giờ Tuất, phạm dạ đề là giờ Dậu, phạm tướng quân giờ Tý, mão, mùi, phạm kỵ cha mẹ là giờ Tý, giờ ngọ. Tháng 7. Những giờ nên dùng là giờ mão, thân cư thiên di, giờ Thìn, thân cư tài bạch, giờ mùi, thân cư phúc đức, thân, thân cư quan lộc, dậu, thân cư thiên di, tuất, thân cư tài bạch. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng. Phạm quan sát là giờ hợi, phạm diêm vương, giờ Tý, ngọ, phạm dạ đề, giờ Tý, phạm tướng quân, giờ dần, ngọ, sửu, phạm kỵ cha mẹ là giờ Tỵ, giờ hợi. 8. Tháng 8.
Những giờ nên dùng là giờ Mão, thân cư Thiên Di, Tỵ, thân cư Phu Thê, Mùi, thân cư Phúc Đức, Thân, thân cư Quan Lộc, Dậu, thân cư Thiên Di, Hợi, thân cư Phu Thê. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng. Phạm Quan Sát là giờ Tuất, Phạm Diêm Vương là giờ Tý, giờ Ngọ, Phạm Dạ Đề là giờ Tý, Phạm Tướng Quân là giờ Dần, Ngọ Sửu, Phạm Kỵ Cha Mẹ là giờ Thìn, giờ Tuất. 9. Tháng 9, những giờ nên dùng là giờ Thìn, thân cư Tài Bạch, Tỵ, thân cư Phu Thê, Mùi, thân cư Phúc Đức, Thân, thân cư Quan Lộc, Hợi, thân cư Phu Thê. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng. Phạm Quan Sát là giờ Tuất, Phạm Quan Sát là giờ Dậu, Phạm Diêm Vương, giờ Tý, Ngọ, Phạm Dạ Đề, giờ Tý, Phạm Tướng Quân, giờ Dần, Ngọ Sửu, Phạm Kỵ Cha Mẹ, giờ Mão, Dậu. 10. Tháng 10, những giờ nên dùng là giờ Tý, thân mệnh Đồng Cung, Sửu, thân cư Phúc Đức, Thìn, thân cư Tài Bạch, Ngọ, thân mệnh Đồng Cung, Mùi, thân cư Phúc Đức, Tuất, thân cư Tài Bạch. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng. Phạm Quan Sát là giờ Thân, Phạm Diêm Vương là giờ Mão, Dậu, Phạm Dạ Đề là giờ Mão, Phạm Tướng Quân là giờ Thân, Tỵ, Hợi, Phạm Kỵ Cha Mẹ là giờ Dần, Thân. 11. Tháng 11, những giờ nên dùng là giờ Tý, thân mệnh Đồng Cung, Dần, thân cư Quan Lộc, Thìn, thân cư Tài Bạch, Ngọ, thân mệnh Đồng Cung, Tuất, thân cư Tài Bạch. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng. Phạm Quan Sát, giờ Mùi, Phạm Diêm Vương, giờ Mão, Dậu, Phạm Dạ Đề, giờ Mão, Phạm Tướng Quân, giờ Thân, Tỵ, Hợi, Phạm Kỵ Cha Mẹ, giờ Sửu, Mùi. 12. Tháng 12, những giờ nên dùng là giờ Sửu, thân cư Phúc Đức, Dần, thân cư Quan Lộc, Thìn, thân cư Tài Bạch, Mùi, thân cư Phúc Đức, Tuất, thân cư Tài Bạch. Những khung giờ còn lại bị phạm không nên sử dụng. Phạm Quan Sát là giờ Ngọ, Phạm Diêm Vương là giờ Mão, Dậu, Phạm Dạ Đề, giờ Mão, Phạm Tướng Quân, giờ Thân, Tỵ, Hợi, Phạm Kỵ Cha Mẹ, giờ Tý, Ngọ. Trên đây là khung giờ có thể sử dụng và khung giờ bị phạm. Quý vị và các bạn tùy theo mong muốn con em mình được sinh ra có sứ mệnh ở đâu mà có thể lựa chọn cho phù hợp, thân cư phúc, lo cho họ hàng, có sự ràng buộc với họ hàng, dòng họ và hưởng phúc họa từ tổ tiên, dòng họ hay thân cư Quan Lộc, nghĩa là đam mê phấn đấu cho sự nghiệp. Trong trường hợp con em quý vị có được sinh ra vào các khung giờ phạm thì cũng đừng lo lắng, chúng ta có một vài phương án sau để khắc phục và hóa giải. Một là bán khoán. Bán khoán lên chùa vào cửa Đức Ông, Đức Thánh Trần hoặc là Thánh Mẫu. Thường thì xưa và nay người ta bán cho Đức Ông, ở chùa có tượng mặt đỏ, trùm vải đỏ, trông nghiêm nghị đầy thần khí, đặt trên bệ thờ phía tay phải nhà bái đường của ngôi chùa. Khi tiến hành bán khoán, bố mẹ đứa trẻ lên chùa hay vào đền. Nếu bán cửa thánh nhờ vị trụ trì hay người trông coi tại đó viết sớ, ghi rõ tên tuổi đứa trẻ, ngày tháng năm, giờ sinh, bán cho Đức Thánh tên là gì. Các ngày lễ trọng hàng năm như rằm tháng giêng, rằm tháng 7, Tết Nguyên Đán, bố mẹ và đứa trẻ khi đã lớn, đến đền chùa thắp hương khấn lễ cha nuôi. Hai là dùng phép tam y. Cách này khá phức tạp, mang tính học thuật cao nên thường thì quý vị phải tìm gặp những vị thầy có kinh nghiệm nhờ họ tính giúp. Bước 1. Chọn tháng ra thiên y. Bước 2. Chọn ngày ra thiên y. Bước 3. Chọn phương ra thiên y. Bước 4. Cách tiến hành hóa giải. 3. Làm phép cúng. Cách này dân gian hay dùng hơn cả, có điều là phải tìm được pháp sư giỏi. Việc chuẩn bị khoa cúng này khá công phu và tỉ mỉ, phải xin gạo, tiền, chỉ khâu của 36 nhà. Để thực hiện khoa cúng này phải do pháp sư cao tay mới đảm nhiệm được. Người thường không có thể tự làm vì không có thần chú và phép cúng. 4. Cho làm con nuôi. Cách đơn giản, chọn ngày giờ đẹp làm hai mâm mặn và hoa quả, xin phép gia đình mình và gia đình cha mẹ nuôi cho con về làm nuôi con ở nhà họ. Trên đây là cách tính giờ tốt để sinh con. Quý vị cũng có thể áp dụng nhiều cách khác nhau như tìm giờ minh đường, giờ hoàng đạo, giờ tư mệnh cát. Tuy nhiên, cách tính giờ tốt phía trên được phần lớn các thầy tử vi áp dụng để chọn giờ sinh mổ cho đương số. Vì khi có giờ sinh như vậy, các thầy có thể dễ dàng lập lá số tử vi và xem xét tổng quan vận mệnh của đương số. Thưa quý vị, như vậy chúng ta vừa xét xong những giờ sinh tốt nhất trong năm 2024 Giáp Thìn. Hy vọng thông tin tôi cung cấp có thể hỗ trợ cho quý vị trong việc lựa chọn giờ sinh con theo từng tháng. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị hãy comment ở ô bình luận phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại
0989349119 để được tư vấn chi tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.